Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, sau khi có hàng loạt các cái sự ồn ào trên không gian mạng liên quan đến một số vị tu sĩ gây nên rất nhiều những cái ý kiến trái chiều khác nhau xoay quanh vấn đề này, đặc biệt là các cái hình thức kỷ luật đã được các cơ quan chức năng đưa ra để áp dụng cho các cái việc làm sai trái của các vị tu sĩ này. Và sau khi các cái sự việc này xảy ra thì có nhiều người nói rằng Âu đó cũng là nhân quả hết thôi mà, gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi. Vậy nhân quả là gì hay luật nhân quả là gì? Mời quý vị đăng ký kênh và đừng rời màn hình để theo dõi chi tiết ngay sau đây quý vị nhé. Vâng thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn thường nghe mọi người nhắc tới hai từ nhân quả vậy nhân quả là gì hôm nay tôi mời quý vị cùng với tôi chúng ta bắt đầu đi tìm hiểu nhân quả là gì phần thứ nhất chúng ta xét về định nghĩa nhân quả là gì thưa quý vị nhân có nghĩa là một cái nguyên nhân nào đó quả là cái kết quả của những nguyên nhân đó nhân quả có nghĩa là những cái nguyên nhân tạo ra cái kết quả nào ví dụ như chúng ta gieo một cái hạt giống nào đó xuống đất thì gọi là nhân và khi cái hạt giống đó nó lên một cái cây nó đơm hoa kết quả thì đó là quả, gọi là nhân quả. Ví dụ như trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn thường nghe người ta nói ở hiền thì gặp lành, hiền ở đây là nhân và lành là cái kết quả của cái việc chúng ta ở hiền hay là ở ác thì gặp ác. Cũng có người nói rằng có lửa thì mới có khói. Thưa quý vị, nhân quả nó chi phối tất cả vũ trụ vạn vật, không có một cái sự vật hiện tượng nào trong vũ trụ mà nó không chịu chi phối bởi cái luật nhân quả không có một ai có thể thoát ra ngoài cái luật nhân quả được. Luật nhân quả cho rằng mọi sự việc đều là kết quả của một cái nguyên nhân nào đó nó gây ra. Ví dụ như chúng ta đi ra ngoài đường gặp tai nạn thì cảnh sát người ta đến hiện trường để người ta tìm ra cái nguyên nhân, ví dụ như là do chúng ta đi thiếu quan sát hay là chúng ta gặp ổ gà không tránh kịp hay là do chúng ta bị bể lốp xe, đó là những cái nguyên nhân gây ra cái kết quả là chúng ta bị tai nạn. Thưa quý vị, đó là những khái niệm đơn giản nhất về nhân quả. Vậy thì chúng ta xét sang phần thứ hai, đó là nhân quả của vạn vật. Thưa quý vị, để có một cái quan niệm rõ ràng về luật nhân quả thì chúng ta hãy tuần tự phân tích các hành tướng của nhân quả trong các chủng loại nằm trong vũ trụ này. Thứ nhất là nhân quả trong những cái vật vô tri vô giác thưa quý vị như quý vị đã biết nước mà bị lửa tức là nhiệt độ nó đốt thì nó sẽ nóng lên hay là nước bị gió nó thổi thì nó sẽ thành sóng khi bị lạnh quá thì nó sẽ đông lại nắng lâu ngày thì nó thành hạn hán hay là mưa nhiều thì thành bão lụt gió nhiều thì sẽ sinh ra bão như vậy lửa hay là gọi là nhiệt độ là cái nguyên nhân để nó làm cho nước nóng lên và chúng ta thu được cái nước nóng đó chính là cái quả của cái việc mà chúng ta đun cho nóng lên hay là gió nó là cái nguyên nhân để làm cho cái mặt nước nó nổi sóng lên thì như vậy là gió là nhân và những cái làn sóng ở trên mặt nước đó là quả hay là nắng là cái nguyên nhân gây nên hạn hán, mưa là cái nguyên nhân gây nên bão lụt. Như vậy hạn hán là hệ quả của việc nắng nóng kéo dài nắng nóng là cái nguyên nhân là nhân và hạn hán là quả kết quả hay là mưa là nhân và bão lụt là quả thứ hai chúng ta xét về nhân quả trong các cái loài thực vật như chúng ta đã biết hạt cam chúng ta gieo trồng xuống đất thì nó mọc lên thành cây cam cây cam thì xanh trái cam hay là cái hạt ớt khi chúng ta trồng xuống thì nó sẽ thành cây ớt cây ớt thì nó xanh trái ớt giống ngọt thì nó sẽ sinh ra quả ngọt giống chua thì nó sẽ sinh ra quả chua giống đắng thì nó sẽ sinh ra quả đắng người ta còn thường nói là giống nào thì sinh quả đấy hay người ta gọi là nhân nào thì quả đấy thứ ba chúng ta xét về nhân quả trong các cái loài động vật như chúng ta đã biết gà thì nó sẽ đẻ ra trái trứng nếu mà cái trái trứng đó được đem ấp nó là cái nhân để khi mà nó nở ra thì nó thành cái kết quả là nó sẽ sinh ra được một con gà con gà ấy nó lại là một cái nhân để sinh ra một cái quả trứng sau này. Thưa quý vị, trứng là cái nhân để sinh ra con gà, nhưng con gà nó cũng là một cái nhân để sinh ra cái quả trứng. Thưa quý vị, nếu một con gà nó sinh ra được một quả trứng, nếu cái quả trứng đó chúng ta đem đi ấp thì nó sẽ trở thành một con gà, còn nếu mà cái quả trứng đó chúng ta đưa xuống nhà bếp để chế biến thì nó lại thành ra một cái món ăn. Thì như vậy là một cái nhân nó có thể ra sinh ra rất nhiều kết quả khác nhau tùy vào cái duyên nó tác động vào cái quá trình từ nguyên nhân sinh ra kết quả một cái nguyên nhân nó có thể sinh ra một cái kết quả ngược lại cái kết quả này nó lại là một cái nguyên nhân để sinh ra một cái kết quả khác nữa đó là cái tuần hoàn của nhân quả và đây cũng là cái quy luật tuần hoàn của nhân quả có khi một kết quả của một nguyên nhân này lại là một cái nguyên nhân để sinh ra một cái kết quả khác ví dụ như chúng ta trồng cây để lấy gỗ thì gỗ là kết quả của cái việc trồng cây, nhưng cái gỗ đó lại là cái nhân là cái nguyên nhân để nó sinh ra một cái bàn nếu chúng ta dùng cái gỗ đó để đóng cái bàn. Các loài động vật khác cũng vậy thưa quý vị, các cái loài thú nó sinh con ra thì con là kết quả, nhưng cái con thú này nó lớn lên thì nó lại là cái nhân để sinh ra các con cái của thế hệ mai sau nữa. Đó là cái hệ tuần hoàn của quy luật nhân quả thưa quý vị. Thứ tư là nhân quả nơi con người chúng ta thứ nhất là chúng ta xét về phương diện vật chất ví dụ như thân xác của mình là do cha mẹ mình sinh ra do hoàn cảnh nuôi dưỡng chúng ta vậy thì cha mẹ và hoàn cảnh là nhân còn con người chúng ta là thành quả cứ như vậy nó tiếp nối mãi không bao giờ dứt về phương diện tinh thần thì những cái tư tưởng những cái hành vi ở trong quá khứ sẽ tạo cho ta những cái tính tình tốt hay xấu ở trong hiện tại những cái tư tưởng tinh thần trong quá khứ là nhân và những cái tính tình hiện tại là quả Vậy thì tư tưởng và hành động trong quá khứ của chúng ta là nhân, tính tình, nếp sống tinh thần ở hiện tại này là kết quả của những cái tinh thần và hành động ở trong quá khứ, tính tình và nếp sống này nó là cái nhân để tạo những cái tư tưởng và hành động trong cái kết quả ở tương lai sau này. Ở trong tư tưởng của chúng ta, ở trong suy nghĩ của chúng ta cũng vậy, khi chúng ta khởi lên một cái ý yêu thương ai hay là khởi lên một cái tâm ghét bỏ ai thì khi mà chúng ta phát ra cái hành động, chúng ta có những cử chỉ thân ái với người này hay là chúng ta có những cái cử chỉ muốn làm hại người khác thì đó là cái kết quả từ trong tư tưởng của chúng ta. Chính vì vậy mà người ta nói rằng mỗi một tư tưởng xấu xa là một nhân hư mà khi phát ra hành động nó sẽ là một quả xấu. Thưa quý vị, về phương diện tinh thần này thì nói theo ngôn ngữ nhà Phật đó là cái phương diện nội tâm là cái phần quan trọng nhất. Vậy chúng ta phải đặc biệt chú ý đến các cái hành tướng của nó. Nhân quả của tư tưởng và hành vi thì nó có hai loại. Một là cái hành vi tư tưởng tốt Hai là những cái tư tưởng và hành vi không tốt. Thứ nhất, chúng ta xét về nhân quả của tư tưởng và hành vi không tốt. Đại diện cho nhân quả và tư tưởng của hành vi không tốt đó là tham, sân, si, nghi ngờ, kiêu mạn, nghiện ngập, say mê cờ bạc. Thứ nhất là tham. Ví dụ như chúng ta thấy của cải tiền bạc của người khác, chúng ta nổi lòng tham lên, chúng ta sinh ra trộm cắp, thậm chí là chúng ta ám hại người ta để chúng ta chiếm đoạt của cải của người khác. Thì đó là nhân và khi mà bị phát hiện ra, bị nhà chức trách, người ta bắt, người ta đưa ra những cái hình phạt, tra tấn, bỏ tù, thì đó là quả. Thứ hai là sân. Lấy ví dụ như một lúc nào đó, con người của chúng ta nóng giận, chúng ta không kiềm chế được, chúng ta có thể đánh đập vợ con hay là đập phá đồ đạc ở trong nhà. Đến khi hết giận rồi, đó thì mình nhìn thấy vợ con đau đớn, đồ đạc trong nhà bị tiêu tan hết và chúng ta phải bỏ tiền ra, chúng ta mua sắm lại, chúng ta thất thoát tiền bạc ở trong gia đình, trong gia đình mất hạnh phúc, rồi thậm chí là bị pháp luật trừng trị nữa thì đó là cái quả của cái việc nóng giận chúng ta gây ra thứ ba là si con người của chúng ta nếu chúng ta không kiềm hãm được cái say mê sắc dục chúng ta rượu chè bài bạc bê tha không còn biết là trái phải hay hay dở gì thì đó là cái nhân đến khi làm cho gia đình mất hết tiền bạc gia đình lụng củng mất hạnh phúc thân thể suy tàn thì đó là cái quả kết quả của cái việc chúng ta say mê sắc dục say mê rượu chè nó làm cho gia đình chúng ta mất hạnh phúc cơ thể của chúng ta không còn sức khỏe như lúc trước nữa thì đó là cái hậu quả cái kết quả của việc si mê thứ tư là sự nghi ngờ nếu chúng ta sống một cái cuộc sống mà chúng ta luôn luôn nghi ngờ mọi người chung quanh chúng ta ai nói gì chúng ta cũng không tin ai làm việc gì chúng ta cũng không an tâm chúng ta cũng không tin người đó làm cho cái cuộc sống của chúng ta suốt ngày chúng ta luôn luôn nghi ngờ những người chung quanh chúng ta không có thể làm được một cái việc gì, những cái người có tính nghi ngờ này thì không bao giờ làm việc nhóm được trong cái xã hội hiện tại này. Kết quả là chúng ta không có được những cái thành tựu ở trong cuộc sống do cái tính nghi ngờ của chúng ta. Thứ năm là cái tính kiêu mạn. Những người mà có cái tính ngạo mạn, thường tự cho mình là cao trọng hơn những người khác, khinh bỉ những cái người chung quanh, chà đạp những cái nhân phẩm của những người chung quanh mình. Ví dụ như một nữ CEO vừa qua bà liên tục là chê bai những cái người nghèo khổ, chê những cái người phải ở phòng trọ, phải ở nhà thuê, chê bai những cái người làm công nhân rồi luôn luôn khoe mình là giàu có, là hơn người, kết quả là bị mọi người xa lánh thì đó là kết quả của cái sự kiêu căng ngạo mạn. Thứ sáu là vấn đề nghiện ngập rượu chè, nếu chúng ta suốt ngày chỉ có đam mê ăn nhậu thì đó là cái nhân, đến khi say xưa chén bát ngổn ngang, bàn ghế ngả nghiêng nhiều khi là còn sinh ra những cái cuộc ẩu đả thì đó là kết quả của cái sự nghiện ngập rượu chè bê tha. Thứ bảy là say mê cờ bạc. Nếu mà chúng ta thấy tiền bạc của người khác, chúng ta chỉ có muốn vơ vét về làm của mình, chúng ta xa đà vào cờ bạc thì quanh năm suốt tháng chúng ta không có làm được việc gì khác ngoài cái việc mà chúng ta luôn luôn chạy theo những cái đồng tiền phù phiếm chúng ta chỉ có muốn chiếm hữu của người khác để về làm của mình thôi đến khi cái hậu quả xảy ra là chúng ta mất hết tiền bạc nhà cửa tiêu tan sự nghiệp nợ nần vây quanh thì đó là cái hậu quả của việc chúng ta say mê cờ bạc đó là cái nhân quả của tư tưởng hành vi không tốt thứ hai là chúng ta xét tới nhân quả của tư tưởng hành vi tốt như ở phần trên chúng ta đã thấy đó thì những cái tư tưởng, những cái hành vi xấu xa nó tạo nên một cái hậu quả đen tối, có khi là đem lại cái sự khổ đau. Thì những cái tư tưởng tốt đẹp trái lại nó đem đến cho con người của chúng ta những cái kết quả sáng lạng, vinh quang và nó giúp cho tinh thần của chúng ta được an vui. Quý vị đã biết rằng những người mà không có bị cái tính tham lam nó ràng buộc, những cái người không bị cái tính bùn xỉn nó đeo bám thì tất nhiên là tinh thần của họ được thảnh thơi. Ví dụ như thầy Minh Tuệ của chúng ta là cái người mà đã buông bỏ tất cả thì ngài sẽ đạt được cái cảnh giới, đạt được cái hạnh phúc chính từ những cái sự buông bỏ của thầy. Những cái người không nóng giận, không sân si thì tất nhiên là họ sẽ được sống trong một cái cảnh hạnh phúc, hiền hòa, gia đình êm ấm, người không si mê theo sắc dục thì họ được gia đình vợ con kính nể, yêu quý, cái tinh thần trí tuệ của họ luôn sáng suốt, cái thân thể của họ tráng kiện người mà không mảy may nghi ngờ người ta có một cái đức tin vững chãi thì người ta rất là hăng hái năng nổ và người ta cảm thấy là cuộc sống này nó có ý nghĩa và chính vì vậy mà họ luôn luôn được thăng tiến ở trong cuộc sống của họ những cái người không kiêu ngạo thì luôn luôn được bạn bè những người thân quý mến yêu chuộng niềm nở tận tình giúp đỡ khi chúng ta có những cái biến cố xảy ra trong cuộc đời những người không nghiện ngập rượu chè cờ bạc thì được mọi người kính nể yêu thương. Tất cả những cái ví dụ về luật nhân quả mà chúng tôi vừa nêu ra cho chúng ta thấy rằng quy luật nhân quả nó diễn ra không ngừng, không trừ một ai và luôn luôn diễn ra theo cái quy luật của vũ trụ này. Và trong xã hội hiện tại ngày nay chúng ta thấy nhan nhản những cái bài học về luật nhân quả. Đứng trước vành móng ngựa kẻ này hôm nay bị phạt một năm tù, kẻ kia bị 2 năm tù, kẻ nọ thì bị phạt vì lừa đảo, kẻ kia đi tù vì tội chiếm đoạt tài sản của nhà nước hay là cô nọ bị xử phạt vì ngoại tình vân vân hàng ngày nhan nhản những cái gương về luật nhân quả nó diễn ra cho chúng ta đáng để suy nghĩ nổi bật trong số đó là một nữ CEO vừa qua chỉ vì những cái phát ngôn ngông cuồng sai trái mà đã nhận một cái kết quả rất đắng đó là chịu một cái hình phạt gần 3 năm tù vừa qua như quý vị đã thấy nói một cách tổng quát thì về phương diện vật chất cũng như tinh thần người ta gieo thứ nào thì gặp thứ đó đó chính là luật nhân quả Luật nhân quả này nó áp dụng cho tất cả mọi người, mọi trường hợp, không thiên vị ai và nó cũng không chừa một ai. Chúng ta không thể nào trốn tránh được cái quy luật nhân quả. Thưa quý vị, trên đây là một vài nét sơ lược về luật nhân quả theo quan điểm biện chứng. Còn luật nhân quả theo quan niệm của Phật giáo thì như thế nào? Xin mời quý vị đăng ký kênh để theo dõi ở những chương trình lần sau của kênh chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hạnh phúc xin kính chào tạm biệt quý vị